Tại sao bọ hung lại quan trọng đến vậy? Thật ra, lượng phân động vật trên cả trái đất thải ra mỗi ngày đủ để sánh ngang với lượng nước ở thác Victoria, nhưng tại sao trái đất lại không hề bị ngập tràn bởi thứ này? Đây đều phải cảm ơn ông vua hốt phân của chúng ta, bọ hung. Theo thống kê, trong một đêm một con bọ hung có thể dọn số phân gấp 250 lần trọng lượng cơ thể của chúng. Hơn 7.000 loài bọ hung đang làm nhiệm vụ dọn dẹp xuyên suốt 6 lục địa, trừ châu Nam Cực. Điều này giúp cho môi trường giữ được sự trong sạch. Không chỉ như vậy, chúng là nguồn phát tán hạt thứ cấp, phân một số động vật chứa đầy các hạt từ quả chúng ăn. Khi bọ hung chôn các hòn phân, chúng vô tình bảo vệ các hạt này khỏi những động vật khác và tăng năng suất hạt nảy mầm. Lợi ích này lớn đến mức có loại cây ở Nam Phi đã tiến hóa để hạt của chúng có bề ngoài và mùi giống phân, nhằm dụ những con bọ hung chôn cất các hạt này. Ngoài ra, vi sinh vật kỵ khí sống trong phân động vật tạo ra khí metan, một loại khí góp phần tạo nên hiệu ứng nhà kính. Khi bọ hung đào đường ở trong phân thì sẽ dẫn theo khí oxy vào, khiến các vi sinh vật kỵ khí này bị chết, không thể tạo ra khí metan được nữa. Vậy bạn đã thấy bọ hung đáng yêu chưa?